tác phẩm mang tên Hoa Thần Tinh Nữ là một trong những tác phẩm mà tôi đã vẽ trong một đêm ấy. Có lẽ mọi người sẽ ngạc nhiên vì tại sao có tác phẩm này. Người chủ nhân của tác phẩm này sẽ là một người nữ có một nhan sắc rất đẹp và có một tấm lòng rất kỳ diệu. Người đó tên là Bích Vân. Qua cái chân dung đó, diện mạo đó, trong thế giới tâm hồn của ta, tôi, Đoàn Quỳ Tiến đã lột tả tất cả những nỗi niềm bên trong và những mơ ước và những trăn trở đó thành bố cục mô tả của loại tranh này. Đây là loại tranh vẽ ngược kính, trên kính cường lực bằng 10 đầu ngón tay. Nghĩa là tôi dùng nội lực, nội tâm từ bên trong bằng tư duy, trí tuệ, sáng tạo để chảy ra những dòng năng lượng và trong ý nghĩ mình mà sáng tạo một thế giới tâm hồn vi diệu, kỳ diệu, lắng động, sâu ẩn và dấu kín những ẩn hiện của những khó nổi khó chìm bên trong. Ôi, nhìn thoạt đầu tiên nhìn vào trọng tâm ở giữa một khối dòng cầu, người ta nhìn thấy một khối sáng màu vàng, màu hồng mơ và có hai đôi mắt, có lẽ hình như giống như một con mèo. Ô, con mèo nhẹ nhẹ miên man, mèo thần đỏ, sức mạnh đang mi meo giữa cuộc sống hồng mơ. Và có lúc cảm thấy bơ vơ, nhưng trên đầu mèo đó có bướm tiên đang bay lượn, bướm vàng cam nhẹ nhàng tương phản, màu sắc bên trong đang diễn múa lạ lùng. Phía trên là dần mây vàng ươm tầm, hồng lượn sắc xanh lam từng rơi xuống nhẹ nhẹ, những dây leo lơi lả giữa chốn dương gian hồng trần đang mơ ước. Có lẽ cầu ô ước chưa bắt qua việc cầu nào chưa vững, nhưng vẫn ưng thuận cuộc đời ta tìm thấy thế giới riêng ta. Kìa, chung quanh những năng lượng nào cảm thấy xa xa chuyển động đó như những sinh vật trong không gian thời gian chuyển hóa chớp tắt từ dạng này ra dạng nọ. Hình thù thể đó như trù trường lắng động, như mở ra một đường đi, như ước mơ hoài bão của riêng mình. Rồi từng đêm lính lặng nơi nào, rồi có lúc cảm thấy như thuộc lào tất cả những câu nói. Ô Bích Vân ơi, có lẽ không chơi vơi theo ngày tháng, có lẽ có bao nhiêu những ngày tháng lai lắng trong tâm hồn, nào là những thước phim của cuộc đời ghi lại, nào là những hình ảnh của ta, bao nhiêu những năm tháng ấy còn đây. Hãy lưu giữ đi, hãy giữ kỷ niệm đi, và những ký ức đó vẫn là những bộ sưu tập. Một người diễn viên sẽ có nhiều bộ phim và nhiều màu sắc. Hãy đón nhận nhé, hãy đón nhận nhé. Như hôm nay, trong một đêm vắng lặng, tôi đang diễn tả bức tranh của Bích Vân như những băn khoăn nội niềm. Ồ kìa, một thế giới tâm hồn dưới địa đất là một trải thảm của một đường đi về một chân trời, một đường màu hồng đi về những cái thung lũng, những ngôi nhà mọc lên ở xa, hay là thung lũng của tình yêu, hay là một tiền đồ của sự sáng đầy ước mơ tầm vọng, hay là sự đón chào, sự kết nối thắt chặt giữa những con người và đi tìm lấy những bảo vật. Ồ, hồng bướm tiên mơ đó từ đâu bay về trong cội giới chiều sâu, tìm ra ánh sáng muôn ngàn đỏ để tất cả những vượt khó mà thành. Nghĩa là vẫn có xoay quanh các bạn hữu đó bao nhiêu người đón đợi, và trong những điều dịu dậy của nội tâm bên trong mà bỗng chốc hiện ra, rồi nhìn thấy xa xa, thích tìm hiểu những bí ẩn kỳ lạ đó để khả năng tìm lại cổ vật, những gì đẹp nhất, bảo vật ngọc ngà của xưa và nay đó. Ôi, những điều mỹ thuật bên trong đó như lắng động, những đôi mắt tinh tường của Bích Vân kia nên nhìn thấy điều gì, một nụ cười rạng rỡ nơi nào trong cơ thể đó bỗng nhiên phát năng lượng, cũng như tỏa ra ngát hương như lò hoa đang có sức mạnh. Ô, như chuyển hóa, như thu phục, như kéo gọi, như trở về, như lắng động. Rồi đôi lúc hiểu mình bền bồng như mây mơ trong một ngày đẹp, như ánh tinh mơ của mùa xuân đến, hay là trong lạnh mùa đông réo rọi điều chi. Ôi thôi, nghĩ suy điều gì mãi mãi cũng là một thước đo, cũng là một quá khứ của dị dạng mà đang ôm bắt hồng mơ bên trong, đầy dẫy những cái ánh sáng, đầy dẫy những tinh anh bên trong đó mà biết nói cùng ai vậy. Cô đơn lặng lẽ, nhẹ nhàng, để rồi tâm giấc ngủ mơ màng thấy được điều chi bên trong. Rồi có giúp bước qua một thảm cỏ xanh là thấy những lò hoa. Ôi, yêu thương các lò hoa đi. Có thể yêu thương các lò hoa đó, có nhiều lò hoa đẹp, nhưng thức là hoa tím xen nhẹ, mơ mơ. Loài phim là những loài cái thước đo của cuộc đời. Vì vậy những lò hoa khác như chồng
chéo lên nhau và sắp đặt. Như vậy, cô chính là một lò hoa biết sắp đặt, chứ là biết kết nối các liệu lò hoa lại và thành một lò hoa riêng mình. À, như vậy, chính là hoa nữ này. Hoa nữ này có một trạng thái của một cũng mang nặng tình đời, mang nặng tất cả những cái đẹp trên thiền mỹ, cái tinh thần đó mà kết nối tìm, đi tìm cái tinh hoa, đúng không? Ồ, đúng vậy, hãy kết nối tinh hoa đi, hãy lượm lặt đi, hãy đem tất cả đó thành một thế giới tâm hồn đẹp để bức xạ vào sinh sống bên trong đi, Bích Vân ạ. À, để được những món quà đẹp từ bên trong và bên ngoài, kích hoạt đó để phát sáng và tự động dẫn cho mình một đường đi đúng theo nguyện vọng. Giữa cuộc đời bông ba, giữa cuộc đời lân la và bao nhiêu những cái bổn phận trách nhiệm, bao nhiêu những cái độ nhúng đó mà bật tường vươn lên và đẩy đưa, trong những phút chốc đó thì những điều may mắn và những điều lộc phúc đâu quay về cận kề chỉ bảo do trí tuệ, do những gì xa xưa đó hay là những gì trải nghiệm và nén chặt. Như vậy, hãy tìm đẹp nhất những cái gì ở bên của thiên nhiên bên ngoài và những tinh quang tạo hóa trời đất phát tiết ra từ những năng lượng của không gian thời gian để tìm lấy cho mình những ý tưởng, những sáng tạo và những lời hay ý đẹp. Ô, bộ bàn tay đó có khả năng truyền qua truyền lại. Ôi, với cái trí tuệ này có khả năng dẫn dắt cho mọi người. Vì vậy, hãy nụ cười vui vẻ rạng rỡ và hãy tìm lấy những cái thần tiên trong những bức tranh này, cũng như bạn đang nhìn về bức tranh này chính là bạn đó. Ô, lò hoa đó chính là bạn, mà thần mèo chính là bạn, và bướm chính là những con bướm tiên mơ mộng lạ lùng lạc lòi bay bay như tung cánh trời bay, như ca hát như múa cả một vùng, như chim chóc đang ngẩn ngơ, như những bài thơ không bơ vơ, như cuộc đời ta biết chuyển hóa, ta tự ấm thị, ta tự tìm thấy những màu sắc thay đổi một cách lạ lùng. Ôi, nhiều màu sắc quá vậy, có nghĩa là từ màu vàng, màu trắng, màu xanh, màu lam, màu da bò, tất cả các màu đó đều hồng mơ để chuyển hóa chính ta, cho nên ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn, phải không ạ? Đây, tôi đang nói ngoài kia hàng cây đang nhẹ nhàng lơ lơ trong một cơn gió lùa khung cửa. Đêm nay trời không mưa, mà đêm nay có một ánh sáng lưa thưa đang truyền tải nơi đâu đó trí tuệ âm thanh từ trong phòng gallery. Đêm này tôi đang nói lại từ khẩu âm đó như một tổng đài để gửi gắm, để giải mã một loại tranh trừu tượng nhìn bằng tâm thức. Như vậy, loại tranh này là một loại tranh có khả năng diễn đạt các tâm hồn rõ tâm của mình bên trong và bên ngoài để phù hợp với bức xạ đó, với phản xạ đó, để thấy rằng trong sâu lắng của thế giới riêng mình mà vui, mà tìm lấy một sự thư giãn bích dân nhé. Có lẽ e sẽ ánh sáng đầu tiên chuyển động, có lẽ âm thanh sâu rộng đang trở về cận kề bên cạnh đề về. Ai là bạn, ai là người thân thích? Hả? Chấm hỏi. Bạn cứ đi tìm đi, Bích Vân ơi, cứ tìm đi. Bạn sẽ thấy tranh bạn sẽ là người bạn thân thích và những người bạn đời và bạn thơ. Tất cả gì đó là tâm hồn thôi bạn nhé. Còn tất cả hiện hữu cuộc đời là do những điều tốt của chính mình. Nó sẽ có như những hạt tiết đã có từ lâu, đến lúc đem ra xài là sẽ có. Hãy chờ đợi đi, thời gian sẽ thấy. Ôi, đẹp lắm, hãy bắt cầu đi, bắt cầu qua những hàng thiên đó. Hãy bắt cầu đi để tìm thung lũng hồng mơ trong tranh. Hãy tìm sức mạnh của những lan tỏa, những khói sáng và những ẩn hiện của những chiều sâu trong những hố sâu mà đã diễn tả những hốc đen đó. Thì nó sẽ bồng lên bộc phát và nó sẽ tìm lại cho mình bích dân nhé. Kể cho chúng bạn nghe, hãy nói cho cha nghe, hay cho chính ta hiểu chính ta là thế. Đường ngày đổi mới sáng đẹp hồng tinh anh đó, mở đường ra từ gian khó vượt lên. Chẳng buồn tên bao giờ, hãy lên đên như thuyền trên biển cả. Hãy mênh mang đó chịu những cơn sóng nhẹ nhàng đông đưa, và những đêm để cho lưu thưa ánh trăng vàng đang mở lối như thiên tình ca tôn tranh, đang những lời tranh di ca đang réo gọi. Sáu thơ ơi, hãy cho những sáu thơ trỗi dậy để lan lỏi vào hồn ta, cho tranh thi ca Bích Vân với tác phẩm tạo ra một bố cục trù trượng lan tỏa vào kích hoạt món ăn thi vị cho khẩu vị của mình tốt lên nhé. Hãy e thế cuộc đời và đón nhận những điều trong tranh đẹp lắm. Hãy chuyển hóa những điều bí ẩn trong tranh. Hãy nhìn nửa tranh Bích Vân à, càng nhìn càng thấy chính mình. Như vậy, tôi đã gửi gắm các bạn bằng những cái lý lẽ giải mã bằng góc độ nhìn của tôi. Các bạn có thể lật ngược lời xung quanh, các bạn phải tìm thấy cái gì trong góc độ của bạn đó. Ô kìa, nhìn thấy rồi, một con nai vàng. Ô, một con thỏ con. Ô kìa, một người đang đi mênh mang và một trái tim đang khao khát.
Ồ, tất cả trong tranh có một người đàn ông đang dẫn đường được kìa. Người đàn ông lại sao màu tím bại bộc phát lên trên một con đường. Người đàn ông đang chỉ đường đó. À, lạ quá, sức mạnh của những men lì, sức mạnh của những cơ bắp và có những cái trí tuệ khói não nữa kìa. Ồ, đẹp lắm, tại sao có những dòng hát từ trên chạy nhẹ nhàng như kéo gọi ta là phải vươn lên, vượt lên và có ẩn hiện nơi nào đó, cũng như một con heo rừng hay là con gà, con công. Ồ, sinh vật và hay là một con voi đẹp lắm, hay là một chú tể người cổ đại. Đúng, trong tranh ẩn hiện nhiều thứ bạn nhìn thấy. Ô, trong tranh hiện ra một người phụ nữ như một thiên thần. Ô, một đứa bé trai đẹp lắm, và tất cả các cái trong không gian thời gian. Và phía bên phải có một quả bí, có một quả bí từ trên cao lẳng lơ đó, ai có biết đâu quả bí vẫn nằm cô độc nơi nào. Ồ kìa, lạ lùng. Càng nhìn tranh càng thấy một thế giới bên trong. Tập trung đi để thấy rằng tàn thức, tiềm thức, nội tâm sẽ phát khởi. Để ta đang luyện tranh, nhìn tranh, thư giãn nhé các bạn. Kích hoạt trên mình một tầm nhìn, một cái tò mò ý nghĩa trong thế giới chính ta. Đường sáng đẹp, duyên tâm đã có rồi, cố gắng mà vượt lên đỉnh đồi cao. Hãy chờ chút nữa cho lò hoa trẻ mãi không già. Hãy cho lò hoa vui và lò hoa một rừng hoa ngóng đợi. Hãy tìm lấy một thung lũng rất đẹp, hãy tìm lấy một ước mơ rất đẹp. Hãy siết chặt bằng tay nhau nhé, để cho âm dương hòa quyện tâm hồn, để có sức mạnh dập dồn và cân bằng và tỏa sáng, cũng như đạt được tất cả những điều mà mình đang giấu gọi trường bên trong. Ai biết được ai, hãy biết được chính ta. Ô, cô đã biết ta rồi, hãy ai biết được chính ta, ai đọc được cô ta, hãy cố gắng vượt lên đi. Ta biết ta mà thôi. Thôi, hãy tìm lấy ta đi và giấu kín tất cả những gì bên trong và bên ngoài, để cần thiết cho những miệt mài đó mà ta có thể làm ra tác phẩm. Vì vậy, hãy cố gắng đi. Người tâm thể chuyển động tâm năng từ đó, bao nhiêu ngày tháng gian khó vượt lên. Những ngày tháng dài lên đên, mênh mang đó, cứ phát triển, cứ tư duy sáng tạo, cứ hòa đồng, cứ vui như nụ cười rạng rỡ, như hòa đồng trong không gian thời gian ấy với các bạn bè. Ồ, những người thế giới nào khắp nơi xa xôi, nơi nào đó vẫn còn, khu vực đó cho năng lượng từ xa từ gần mà chuyển. Tôi nói những điều gì ẩn sau đó, nhưng nghe kỹ đi sẽ thấy núp ló trong cuộc đời. Và bây giờ, hôm nay là một ngày để nói rõ những điều gì diễn giải trong một cái bức tranh đêm lao động, nghệ thuật và sáng tạo, để chuyển tải cho một người bạn tên là Bích Vân, một người phụ nữ có một cái tâm hồn, nội tâm, có một ước mơ, những điều gì sáng tạo đẹp, những cái gì, cái bên trong, những viên ngọc có sẵn bên trong cô ta đó. Như vậy, hãy kích hoạt những viên ngọc cô ta để gọc phát sáng và dẫn đường đi từng bước để tìm lấy những giấc mộng đẹp của cuộc đời đang đón đợi nhé. Hãy chọn đi và hãy đi. Hãy chúc cô ta đạt được điểm sáng đất đẹp, ước mơ toàn vẹn. Chào cô.